thì nó đồng bộ lên ứng dụng luôn. Nhấn nút A thích để dừng này. Còn điều khiển trên điện thoại thì có thể là đóng hoặc mở, ví dụ mở tiếp. Trong lúc mở thì cũng có thể dùng remote để dừng lại. Mở tiếp này. Đến khi mà hết hành trình thì nó sẽ tự tắt ở đây và đóng, đóng lại, đến lúc đóng. Trong khi đang đóng thì cũng có thể dùng remote để dừng lại hoặc là mở ra.